Hiện tại mình đang có một chiếc xe BMW 320i đời 2012. Thì xe này hiện tại nổ máy cầm chừng á, nó rất là rung và nó có một cái triệu chứng rất là nặng, đó là nó chạy một khoảng đường dài là nó sẽ tự tắt máy khoảng 10 phút, 15 phút thì tắt máy và nổ lại thì chạy bình thường, nhưng mà cái ga nó sẽ không đều, máy nổ nó không đều và cái hiện tượng tắt máy nó sẽ lặp đi lặp lại. Thì đây là cái động cơ N20. Và tiếp theo là mình sẽ lấy cái máy đọc lỗi chuyên hãng ISTA, mình đọc lỗi, mình sẽ xem xét toàn bộ cái lỗi liên quan đến cái việc mà máy tắt đột ngột. Khi mà nó nóng lên thì nó tắt đột ngột, như mình thấy là báo liên quan đến bỏ máy này, rồi high pressure, rồi bỏ máy số 1, bỏ máy random. Thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà hệ thống nhiên liệu và cái đánh lửa thì nó mới dẫn đến cái việc mà tắt máy đột ngột. Thì sau khi mình đã đổi buri kia và kim phun và quên luôn, mọi thứ nó vẫn như cũ, thì cái tình trạng là nổ máy và chạy nóng lên và tắt máy đột ngột và báo lỗi liên quan đến áp suất nhiên liệu rồi đánh lửa thì nó vẫn có cái lỗi xuất hiện như vậy. Thì mình chắc chắn một điều là nó không phải là do bô bin hay kim phun hay là buri rồi. Và mình sau đó mình sẽ tiến hành đo nén của cái động cơ của máy số 1. Thì mình thấy là cái nén nó ok, nên là khả năng là không phải bị cơ khí rồi. Và sau đó mình sẽ đi kiểm tra thử ra cái nó có bị leak kịch e Rồi, không. cắm nó đi. Thì với cái việc mà bỏ bít phai này, nó sẽ liên quan đến cái việc mà bị hở cái trên cái đường gió nạp. Thì mình sẽ dùng cái máy tạo khói này để mình thử ra cái đường ống của nó kín hay không. Thì sau khi mình thử khoảng 1 phút thì mình thấy là nó cái đường ống nó vẫn ok hết, nó không có bị Mở xì. cái ra Thì mình nghĩ là cơ khí nó cũng không bị rồi. Thì sau khi mình đã đảm bảo phần cơ khí ok hết thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi kiểm tra cái tín hiệu từ cái ASU nó điều khiển ra đánh lửa và điều khiển kim phun nó có ok hay không. Thì mình sẽ dùng cái máy Pico để mình kiểm tra hai cái tín hiệu này, xem xét nó có ok hay không. Thì như mọi người đã thấy, đây là cái phần mềm Pico để dùng để đo xung. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo xung đánh lửa trước. Thì mình sẽ dùng hai máy một và máy hai. Thì như mọi người thấy này, thì khi mà bình thường thì nó vẫn có đánh lửa ok, nhưng mà khi mà nó nóng lên thì khả năng cái tín hiệu này nó sẽ không có, nó sẽ chập chờn. Và muốn đo được cái tín hiệu này khi mà không có, mình phải đợi máy nó nóng lên mới đo được. Thì đó là cái việc mà mình sẽ kiểm tra cái tín hiệu này có hay không. Đối với cái ban mà nó mất hẳn thì nó sẽ dễ dàng hơn so với cái việc mà lúc mà nó bị chập chờn. Và đây là cái tín hiệu điều khiển kim phun máy 1 và máy 2, thì mình sẽ so sánh cho mọi người thấy. Thì khi cũng giống như bobin thì tín hiệu điều khiển kim phun nó cũng có khi mà máy nó còn nguội, còn khi nóng lên khả năng là thì cái tín hiệu này nó sẽ không có. Và muốn đo được cái tín hiệu này nó cũng hơi khó, tại vì xe nó bị chập chờn chứ không phải là nó bị mất hẳn cái tín hiệu. Khi mất hẳn tín hiệu mình đo sẽ rất là dễ. Thì đó là với cái việc mà mình kiểm tra tín hiệu này thì mình phải dùng máy đo xung. Rồi. Thì sau khi mình đã đảm bảo phần cơ khí và đường dây nó ok hết thì cái phần còn lại nó là cái ASU. Thì mình khui cái ASU ra thì mình thấy là cái tụ nó đã phù lên rất là nhiều và cái chảy nước cái mạch bo mạch nó chặt đó, nó đã cháy rồi. Thì đây là chắc chắn là mình hư cái ASU rồi. Mình thấy này, nó đã phồng lên, những linh kiện đó là nó bị cháy cái chân. Thì mình kết luận là được rằng là cái ban này nó sẽ liên quan đến cái ASU. Thì sau khi mình đã biết đã chính xác là hư cái ASU thì mình sẽ tiến hành thay thế cái ASU này. Thì mình dùng cái tool flex để mình đọc cái chương trình từ cái hộp trên xe ra. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành chép trên cái hộp ASU mới thì mình gắn lên xe. Thì như đây mình sẽ thao tác này bằng cái máy flex. Thì với cái tool này nó sẽ hỗ trợ cho mình rất là nhiều về cái dòng BMW và dòng Volkswagen và Mercedes. Thì như mọi người thấy là mình đã chép xong hết cái format cốc rồi.
Thì sau khi mình đã thay thế và cái su bằng cái tool flex á, thì mình thấy là máy nổ đã ok rồi, không có bị rung giật nữa. Và mình tiến hành đi thử xe và mình thử chạy một quãng đường dài để mình coi nó có cái triệu chứng mà khi mà nóng máy lên thì cái máy nó có còn tắt máy đột ngột nữa hay không, và nó mà khi tắt máy xong nó có còn báo lỗi như cái triệu chứng như ban đầu bỏ máy liên quan đến nhiên liệu và bộ pin. Thì như người thấy trên đồng hồ thì ga nó đều và nó không còn bị là rung giật như ban đầu nữa, và nó cũng không còn báo lỗi. Và mình đã thử cũng cái quãng đường cũng khá là dài và nó cũng không có triệu chứng là bị bỏ máy và tắt máy đột ngột nữa. Thì cái ban lần này á, nó sẽ liên quan đến cái việc là hư cái ESU điều khiển động cơ à, nó dẫn đến cái việc mà khi mà nóng lên nó không điều khiển nữa thì bô pin và kiềm phun nó sẽ không còn làm việc, thành ra là máy nó sẽ tự tắt máy đột ngột.